đúng không? Yeah, đây là bây giờ mình Bảo sẽ là người kéo ván cho mình nha các bạn. Còn mình sẽ là người lướt. Ê. Được anh. Được anh. Quay quay ngược lại chứ. Kéo đó cũng được. Rồi, ok.
Rồi, đi đi. Em cần coi ra rồi. Hả? Cần coi ra rồi.